Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Nói chung là hiện tại là mấy anh em mình đang hộp để mà thực hiện một cái màn trôi cuối cùng về Anh Quốc anh em. Nói chung là thì mình cũng thấy rất là nhiều cái bình luận của anh em là trôi Anh Quốc đi, nên mình quyết định là sẽ thực hiện cái màn trôi cuối cùng này dành cho Anh Quốc. Màn trôi này nếu mà Anh Quốc mà dính là anh em nói phải cứ bình luôn. Mình mới điện anh Trung xuống, còn anh Quốc thì anh vô nhà mình là anh ngủ liền anh em, nên em gác ngủ khò khò liền. Ý là nói chung là mình cũng nói với các anh em là thực ra những cái màn trôi mình trôi Anh Quốc thì mấy anh em đừng nói chung là nó không có nằm trong sắp đặt, cho nên là anh Quốc anh sẽ bị bất ngờ và nói chung là ứng thiệt của anh nó là như vậy. Mọi người cũng nói chung là đừng có nói nặng anh, tội anh, tại vì anh cũng mới vô làm. Các bạn phải tạo động lực cho anh để anh like ra nhiều clip nữa để cho mọi người coi chứ. Nói chung là anh có những cái lời nói hơi tục, nói chung là cái tính ảnh là cũng nít lắm, nên anh em thông cảm đó nha. Đúng nói rồi. Chung rồi bây giờ mấy anh em sẽ không nói nhiều, sẽ bắt đầu cái clip này luôn. Hiện tại là mình có mua một chai dạ hương rồi, mình đã cất hôm kia rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái màn trôi này nha. Gì kia rồi xuống kêu dạ hương của mồm bay ở cái dạ hương này là thực hiện màn trôi mà đều cái đồ. Rồi bây giờ mấy anh em muốn biết cái clip mấy anh em mình trôi Anh Quốc như thế nào thì mời tất cả các anh em cùng theo chân nha. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Nói chung là trước mặt của các anh em đó là tiền của mình Phúc, anh Quốc và anh Trung. Nói chung hôm nay em muốn tạo một cái trò chơi đó là vui nhộn để mà nhận tiền thưởng cho các anh em xin cổ. Bước không mà đủ tiền lớn lớn đủ mấy ông bữa giờ chơi tôi vài tôi điên luôn á. Không, ý là hôm nay chơi giải thưởng hả? Tự nhiên để kêu trời cho đúng thưởng mà. Đúng mày chứ giải, có tiền không đâu á, chơi giải thưởng mà. Đồ anh đang sợ, đồ sợ tới mức mà gọi đồ quay phút rồi đi. Ơi là cái giải thưởng hôm nay đó là trị giá là giờ hết tiền rồi anh em. Ui dồi thầu hết, ui ui 1 triệu mẹ đi. Nên trem ke thôi, nói chung là em cũng vợ con nữa mà anh Quốc. Tậu em nhớ. Sài Gòn mà điên này sao giúp tao. Đây nên trem ke nha, đây nói chung đặt chỗ đây. Đấy nói chung hôm nay là cái giải thưởng là anh em nào mà gậu đều á mà nhanh nhất trong thời gian á là sẽ được nhận 500 ngàn này. Nhưng mà gậu sao chứ, gậu thì gậu đơn giản nhưng mà cái truyền thống của mình đổ nước vô gậu xì bông, nói chung là càng nhanh càng tốt nhưng là phải sạch xì bông nha để mà nhận tiền á. Vậy là cái phần xì bông là do mày đổ mày thấm tự làm luôn, không có ai làm hết á. Đổ ít sao? Ừ đổ ít sao mày tự đổ hiểu không? Đâu nói chung là phần đổ vô gậu là em sẽ đổ nha. Đâu ok ấy là Phúc hiểu chưa? Không hiểu anh Quốc. Không yêu nữa mày đổ ít đưa nhiều sao đổ. Thì lên đó đổ mẹ. Đồ mẹ. Đúng rồi. Đấy. Nói chung là bây giờ mình sẽ chơi từ bên trái qua trước nha, Phúc rồi tới anh Quốc rồi tới anh Trung nha. Không đổ Quốc Quốc ơi, đổ mẹ. Đổ nhiều đồ đến Quốc cho anh được. Đúng rồi, đổ mày gỡ lại nuôi chú. Nhưng mà ông biết ông thắng không mà ông gỡ nhanh này ông còn nôn chứ không? Nào ông thắng là đổ mẹ gỡ đều không phải vậy đâu. Vậy thì bây giờ là quyết định là anh Quốc anh cho trước rồi. Đây cũng được. Đúng. Tao nhường, tao che giấu mình nhường. Được không? Chúng nữa Phúc thắng rồi dặn Quốc. Nhường anh luôn á, đâu? Cho anh trước luôn á. Ok ok anh em, nói chung vậy tao anh Quốc xong tao tao mày. Rồi nói chung là không đôi cha chú là anh Quốc cho trước, anh Quốc mới nói là đơn cho trước rồi rồi bây giờ rồi ok rồi ok ok rồi ok bây giờ mình cố gắng nha, đơn nhỏ nó lậm rồi ok bây giờ mình sẽ mấy quân phải đều thực hiện cái clip này nha anh em. Cúc ra chỗ cho anh Quốc thử hiện không rồi đây anh em. Nói chung là sau khi mà bàn luận xong thì anh Quốc quyết định là sẽ là người gọi trước nha anh em. Đấy rồi bây giờ không kìa ấy từ lấy cái điện thoại bấm giờ cho em cái tốc chỉ cho thành hai like rồi giờ biết sao không trời ơi trời ở đây được do đủ mép kêu tháng này chưa gậu đều nữa kêu tháng này chưa gậu đều cái đồ mày cưa cho anh cái gì đó nó cái gì là dặn vợ nó ngủ vòng sao tôi hiếu cái gậu bây giờ nó phải chịu đựng bây giờ sao sống à sống hết kiếm người bây giờ sao nữa em nói giờ anh gậu nhiều vô cái màn tan nó đỡ. Đây là cái đồng hồ bấm giờ nha anh em. Okay, anh Trung sẽ bấm giờ giùm em. Rồi bây giờ nói chung là không nói nhiều nữa, tốn thời gian. Rồi bây giờ bắt đầu nha anh em. 1. Chuẩn bị anh Trung bấm giờ nha. Anh Quốc sẵn sàng chưa? 1 2 3 action. Không được. Đổ vô cậu ta Phúc. Mẹ nước cái mẹ rồi. Từ từ. Rồi níu em bên cậu đi. Rồi 11 giây nha mọi người. Từ từ em đổ thêm nhiều gậu, đổ thêm nhiều gậu hả? Đổ thêm nhiều gậu, rầu anh gậu tiếp đi. Từ từ sáu nước chứ. Từ từ. Anh đổ thêm nhiều gậu hả? Đổ thêm nhiều gậu, rầu chè đều ấy. Sao anh gậu. Anh gậu chứ. Sao cái dầu gậu thôi. Gậu thôi vậy anh.
Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương với thành phần muối giúp dưỡng da tươi mới hơn. Dạ Hương, để chăm sóc phụ nữ ngày càng tốt hơn. Hết chai luôn ấy. Rồi rồi. Đâu anh xé cho cậu ơi. Rồi Phúc xé cho anh Phúc, lấy nước xé cho anh ấy. Đồ quánh cậu gì mà nhiều Phúc không? Đâu cho anh ấy. Mà anh cậu gì mà bất chấp hết đầu. Cái cuộc thi chưa hết mà bất chấp á. Thôi anh bấm tắt dây đi. Tắt dây. Một phút 9 giây nha mọi người. Một phút 9 giây anh Quốc. Còn gây mấy quá, đổ 1 cân. Làm ăn cho nước nữa. Đây, cho nước cho anh. Đâu. Đổ nước cho anh Trung nha. Cái màn này chắc là thắng cái giờ. Nước mưa vậy mà thắng gửi. Mai phút Trung. Phút 10 giây đồ. Nói chung là ok, anh rất là ok. Một phút của mấy giây. 10 giây à. Ờ. Vâng mà sao nó đánh nó ngứa đéo vậy ta. Đấy, giờ bông anh đấy, ở dưới đất đây. Dạ Hương đứa nào ơi. Ờ, Dạ Hương là cái thuốc gội đều chứ Dạ Hương. Dạ Hương vậy em. Điên. Cái đứa tao lấy Dạ Hương xà bông đâu. Xà bông đâu có, để giờ cậu Dạ Hương mà. Đồ rồi, chết rồi. Đồ. Nó ngứa kiểu Đồ mày tao dễ đây. Dạ Hương mụn không chai được, mình không chai được chứ không sợ. Trong miệng. Trong miệng ấy, có đau ấy. Dạ Hương là nước. Nước gì không? Bây giờ cái tao quẩy mày. Đồ quá le mấy đứa nhỏ anh chưa chịu lại dùm nữa cái đồ ấy. Dạ Hương. Ờ, kết rồi. Ủa, Thơm ăn thơm không? Chung mẹ mùi thơm ghê nha. Có mùi thơm vãi luôn á. Mùi Dạ Hương á. Dạ Hương người ta làm gì ta? Rửa bùng kín. Anh cho chợ mà anh biết nè. Chợ mà ăn chợ anh rửa bằng gì? Bùng kín là cái gì? Nước rửa hang cho cái gì? Thì trời giấy mày. Mày cho quậy mày. Anh em nói đơn giản là rửa cái chỗ mà anh vui ra được chưa? Anh em mình vui vẻ. Trong đây đủ cái lưới luôn anh. Trời ơi. Ấy là có đâu có cậu đều chưa mà. Đều cậu không nè, cậu đó cậu. Sao đâu mà thơm không? Ổn vô ấn đâu mày không rất. Không đủ cái mùi Dạ Hương thơm cơ mà, nhỏ đều nhỏ vô. Cái ngứa đều ở đây rồi. Đây đủ chạy. Đâu mà cứ đâu. Lỡ chứ giờ ai đầu cuối đúng không? Đưa tiền ở đây thơm luôn hay đủ. Cái đâu. Ê cục ơi, đâu có cục thơm rồi cục thơm ở đâu coi. Nhưng mà sao Dạ Hương ngứa đầu? Ý là mỗi Dạ Hương mà sao ngứa đầu? Cái eo tiền không có kìa. Rồi. Tao chấp rồi. Rồi. Là Dạ Hương mà sao ngứa đầu anh? Rửa nó ngứa. Đây kém chưa lấy sao này. Trời nào vậy á. Nó hài hước chứ không phải. Ơ đồ ơi. Đồ ơi. Quay anh nữa kìa. Quay đâu. Chơi chơi nhưng mà lên nó còn quay được mà thông mẹ ơi, tàu không có gì. Rồi thực ra mấy em nút ra cái đều bình thường mà. Tụi mình lấy vậy không trời ơi, trời ơi lộ đưa tôi trở lại đó. Con trai đâu? Con trai đâu? Con gì vậy? Đưa chơi tôi vừa mẹ đâu. Anh coi này coi. Đưa gì? Đưa gì? Đưa tiền. Đưa em cho mình. Đưa em. Ê, trời đưa cho có cái gì đồ ơi. Đồ giá thiệt luôn đó mày. Cờ giờ ông nhanh quá mà giờ biết sao. Sao đem cho anh tao? Đồ vợ thôi mấy em lỡ mà coi như nem trem nó tiền mà mấy em xin lỗi anh được chưa? Đồ cái gì đâu mà có gì nuốt Dạ Hương người ta bị nắm da đều hay là bị gầu. Ủa, muối không rồi đó. Em cũng nghe người ta kêu đều có gầu rồi gầu nó hết mà ấy là anh buồn ấy. Có lời có cái này này. Thôi đừng có chồng nữa mà đừng cho anh nữa. Nãy em cũng hứa là clip cuối cùng cho anh rồi. Thôi
Trời ơi, tôi lè nhốt luôn. Đừng có nói nữa. Sao nó có điều tay 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 tay. Vừa khóc vừa nói là anh mừng cục cho. Tao bây giờ dài dài. Lên quá các bạn vui. 10 phút. Phút gương trung cử nhiều nhất này. Chạy 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 chạy. Anh em chúng ta đã hứa chị vỡ đâu. Nhưng mà giờ mấy anh em mình gọi đều lại cho anh Quốc đâu, xin lỗi số tiền đó anh đã có cái chiếc chia xác xác cho người ta đi phút. Năm trăm ngàn mà được thì 500 ngàn đó, tụi em xin lỗi anh. Thì có cái gì ở đó cái đều sao sao lắc đồ người ta ra tao đéo lắc chiếc chia người ta đồ cái hà vô cái hang lắc bơm sao đưa video đậu mẹ cái bất ngờ người ta sẽ thôi mà điên hay sao đậu cái đều chơi 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 đưa cái là nghe xé rồi chứ đâu mấy một người voi sao vậy? Tao gọi đều anh. Thì nói chung giờ anh kêu anh lại cho nên kêu lại rồi gọi đều. Tao ngồi không? Người đàn ông trên thế giới dùng dạ hương rồi. Không nữa. Không đây ngồi đây giờ anh mấy anh em mình gọi đều cho anh luôn. Ngồi lại anh em tình cảm. Ngồi xuống. Gọi vô gầu nè. Gọi vô gầu nè. Gọi tôi nói sao vậy? Gọi cho nó sạch dạ hương. Gọi sạch dạ hương. Cho anh thích nhưng mà không thích mùi đó mà. Đầu phút rồi sau nước anh Trung gọi cho anh này cho tình cảm này. Người đàn ông đầu tiên tôi nhớ dùng dạ hương nha mọi người. Đừng có đổ nước vô đỡ mình gọi cho sạch chứ. Nhưng mà tại ơi xây. Từ anh từ ông trò đâu ạ? Mẹ dạy cái làng cái xe nó biết độ mình tôi cho dạ hương nè. Ông cậu đều là thâu kép gì? Không, đồ quên kép thôi, đừng đổ nữa gọi nữa nha. Ý, đồ quên chơi ngán hình như vậy. Được chưa? Để bây giờ. Đồ quên chơi ngán hình như vậy. Không, không, không có đổ dầu gọi, đang đổ nước mà hơn. Đổ nước ở đây, đổ anh kia mấy khăn lên trứng rồi. Đồ quên, sao? Chị biết sao? Đồ quên chơi. Chị biết sao? Cái dầu gậu này nó gậu sạch đều rồi giờ đối với gậu này là bọt dữ lắm. Nó này dạ hương á, nó có cái chất sát trùng thì nó vô luôn. Sát trùng mày vô miệng tôi đồ mày nó nhét đi ra. Thì nó sát trùng. Đổ nước cho này cho anh xem cho đầu. Ừ tao. Mà đều hắt dầu nha. Ừ. Hay thiệt đó, đúng là thó. Anh em là không. Đúng đúng quần áo nó ướt hết mèo đụng quá. Anh làm trăm ngàn đó cũng đáng luôn á. Vừa mà nhà tôi bớt tú luôn chết. Làm chân uống đồ chân ấy. Đồ quá anh có giờ. Anh giờ tôi nói mẹ tôi tém xong nhớ đồ mày giờ chắc nó uống đồ nữa không? Tém xong cùng với thủ á. Giờ mình gọi đều cho anh Quốc nữa rồi nha anh em. Nói chung là tao là nhớ tới câu rồi chen ai tém hai lần trên một dòng sông. Mẹ gậu cho hết cho đỡ nó lát lơ đồ mẹ tốt. Dạ, sạch cái đều anh có đều ngày mai không có một cọng gầu nào chứ cái đều hết lát nữa chứ. Nó có chất sát trùng đổ hết cái kèo nước luôn anh. Giờ tôi xúc miệng nữa chứ tụt mình chết. Xúc miệng. Sao mọi người cứ nghĩ dạ hương là nó gơ ra. Mai lộn anh thôi thúi miệng nữa. Thế tao ông ngầu chú tôi trao lại đi. Không chú lỡ rồi mà anh giờ trao lại còn tình nghĩa anh em. Tại em nói chung hiện tại mấy mình đang leo khô. Leo khô đều chưa? Khô mẹ. Đó đó leo anh em. Ai nói chung là thì đó là giấy em cũng hứa là nhân lần đây em trao nữa là thôi nha. Giờ tao em ấp rồi. Tên cảm ơn em ơi. Nói chung là cái bàn trôi thì mình trôi anh Quốc đến đây anh em. Nói chung là số tiền này cũng là những cái bàn trôi mấy anh em mình hơi quá với anh Quốc là đỡ anh có giờ thêm động lực. Trên mạng ai biết tôi dùng dễ hương đồ má gỗ đèo phải. Rồi sao mấy người nó dùng được mà anh dùng được, anh là người đàn ông can đảm nhất. Số 1, anh là số 1. Bè mé tôi coi chết luôn. Dạ. Rồi cái chỗ bè mé luôn không? Được luôn á. Mình lớn mình mới có lập trường, nói chung thôi chắc mấy anh em mình cũng kết thúc cái clip tại đây. Nếu em thấy cái video mình cho anh Quốc này cái quay cuối cùng này vui thú vị thì để lại cho kênh của mình một like, một đăng ký nha anh em. Tôi mời tất cả các anh em hẹn lại các em những clip sau nha.